Thế là xin chào tất cả anh em mình. Em biết bệnh con này mà anh ạ. Như nào đấy? Bên kia hôm qua giả loa nhưng không tắt. Chuẩn xác là không tắt. Em vừa ấn bên này mà nó lại thành sang thành tắt thì tức là lúc ý là để là ở phần mở rồi. Xin chào mọi người. Anh ấn chạm cắm chạm của bà. Loa mà anh. Ừ. Anh cắm chạm loa đây anh. Ở đây để em xem. Thế thì từ đầu đến giờ là anh cắm chạm loa đây. Từ đầu đến giờ là anh nhận người lấy về mà. Chào tất cả anh em mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Cho một xin nút chia sẻ đi mọi người ơi. Đúng không? Đó. Đây chương trình loại. Vừa mới đi sang em Hưng Lộc mở cái quán ăn. Sang ăn thế rồi. Cá, gỏi cá Tây Bắc. Má ơi. Vừa về trong anh em ạ. Xin chào tất cả anh em nhà mình. Đây thứ mấy nhỉ? Thấp nhỉ? Chủ nhật à? Hôm nay là thứ hai. Thứ hai giá? Hôm nay là thứ hai. Anh nghe kim anh ngồi chơi mà anh ngồi suốt đấy. Hôm nay là thứ hai. Chào anh em rồi. Thắp ca bài xong. Sexy vào ba. Bài gì anh? Xong ca. Được, bài đi được. Ca khúc được bằng tên. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Mọi người chia sẻ nhá. Để anh em em hát cho mọi người nghe. Ca khúc được bằng tên. Cài đặt mở lại cài mạng. Ok. Mở cài đặt mạng. Đã kết nối, ok. Thắp đâu rồi cú em thắp chào đang, gia đình đang chào gia đình 147 đúng không anh đang nhỉ? Nghỉ trưa em sắp đang ngủ chắc phải ngủ một tí mọi người ạ. Đại ca không răng đâu, đại ca không răng đang mè nhau trên gác. Ui đồ, cái đang... nhà mai phải lau cái nhà. Ờ nó hiện đấy đến hiện nay nó lau trên tầng 3, tầng 4. Hát về gì thóc? Khoan anh cứ nói chuyện mọi người để em kết nối lại vì hôm qua nó okay, wifi. Chào anh Phú Lê Giàu, ôi trời. Anh bình thường thôi. Bình thường. Đủ ăn đủ ăn đủ mặc. Chia sẻ đi các chị em ơi. Đủ ăn đủ mặc là được rồi anh em ạ. Khả năng này cũng phải nên đón cái thành phần mọi người nhỉ? Mọi người thích gặp con sóc không? Thành phần đấy đang ngủ phải. Đâu chưa? Cho xin lúc chia sẻ đi các bạn ơi. Chưa. Thế thì đón đây tí đi. Đón đây, đón em đây. Đón mà bà đang nhăn. Anh có biết cái gì đây? Em đâu có biết. Đâu công cái gì? Anh thiết đầu công á? Có, luyện tầng 20 rồi. Có. Luyện tầng 20 rồi. Lai pet của chị mà. Bao ngày tháng rồi vẫn kết nối. À là phải kết nối lại đúng rồi, bên kia nó có kết nối của nó. Mình là phải kết nối lại. Mình đang hoàng tới đây mà. Nhà mình đang thiếu điều hòa học quả. Live page của tôi mà. Hello chị em nhà mình nhá. Chia sẻ đi chị em ơi. Bật cả đèn luôn. Bật bên này trước. Đây anh bật rồi. Chia sẻ điên đảo đi là các chị em ơi. Nay không thấy anh ra MV chuẩn bị ra đang kiếm tiền để ra MV đây. Vào để chờ anh em kết nối hát bài cho nó đỡ buồn. Người anh em này có nhà ở Minh Phú, Sóc Sơn, chuẩn luôn, chậu cảnh đẹp. Đúng rồi. Mình đến từ Sóc Sơn. Tôi Sóc Sơn. Chia sẻ đi anh em ơi. Quê quán tôi đây mà. Quê quán tôi đây mà. Từ hôm qua cô Hằng cô ấy hát bài hot đến đâm cu thóc rồi cứ... thích là sáng tác bài liên quan Sóc Sơn nhiễm nhiễm rồi khả năng cả nhà cho khán giả nhìn cu thóc đi cu nhóc đi cu nhóc ở trên gác đang kết nối mọi người đang kết nối với cu nhóc thấy hai bà cháu đang vật nhau ra ngủ rồi đừng có hành anh giờ này không lại đêm lại thức trắng đang ngủ rồi à đang vật ngửa ra rồi cái kiểu vật ngửa ra là đang ngủ. Ôi dồi ôi tôi kể cho các bà nghe hai ngày gia đình nhà tôi bà nội thứ hai của cháu về chuyện quê đây tôi kể chuyện cho bà nghe các bà chia sẻ cho tôi. Hai ngày bà nội thứ hai của cháu về quê và ở nhà là có bố mẹ cháu và cậu thóc trông cháu mà tôi nói thề với các bà nó kỷ niệm mà tôi không bao giờ muốn nó lặp lại một lần thứ hai. Nó ở nhà với bà thì nó ngoan, nhà không bao giờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà khi mà bà về rồi bà để nó ở đây với hai đứa tôi với cả thằng thóc thì nhà cứ tưởng là mở một cái nhà trẻ. Nó khóc mỗi một lần, nó một ngày nó hờn 5 lần, mỗi một lần 30 phút.
Đến lúc mà thằng bé nó lạc hết cả giọng ra, mà cái quan trọng nhất là như này này, nó khóc mà đéo khí được, cũng không biết con mình nó khóc vì cái gì. Ôi trời ơi, không dỗ được, không dỗ được. Đến lỗi mà ông Phú là một cái người mà kiên nhẫn nhất ở cái gia đình nhà này, còn không kiên nhẫn nổi. Bởi vì sao? Không biết nó khóc về cái gì. Về sau là như này này, chốt hạ lại một điều là như này này, bố nó thì trông nó ban đêm, bà thì trông nó ban ngày. Ban ngày lúc nó đòi đi ngủ thì bố nó bật nhạc sập sình cho nó nghe, xong cả nhà ra hô hoán với cả là các kiểu. Nó đéo mẹ mày nó buồn ngủ, nhưng nó đéo ngủ được, nó mới dồ lên, nó mới khóc. Xong lúc nó đòi ăn thì bố cháu lại tưởng là cháu buồn ngủ, đè nó ra bắt nó đi ngủ. Ôi giời ơi, thôi thế là hỏng luôn. Gia đình là cứ loạn hết cả lên. Hai ngày hôm nay tôi gầy hết cả người, ốm hết cả người vì con, thật sự mà các bà luôn. Sợ quá. Hát đi mà đang chưa. Ấy, sao đấy? Sau khi một hôm cho mượn, bây giờ về nó bị mạng kiểu gì, cái nuôi mãi chả được. Hôm qua là cho thằng em đi thằng chó mượn anh em ạ. Thôi nhá, từ nay đi đừng cho ai mượn nữa nhá. Lại gọi cho cái thằng này, nhưng thằng không, này không cần phải gọi chị, để từ từ. Nó lại chỉ làm việc 8 tiếng ban ngày thôi. Tối nó không làm việc. Thế tối nó mới gọi, nó mới không nghe. Thế đây, ai mà có con nhỏ sẽ hiểu cho cái cảnh tôi nói. Tôi thề với các bà luôn, tôi có thể ra đường làm trâu làm ngựa, xách xô bác si, nhưng đừng bao giờ bảo tôi nhà trông con các bà. Tôi rất là yêu con, nhưng mà tôi sợ trông con lắm. Tôi có thể làm tất cả vì con trừ trông con các bà ơi. Tôi sợ lắm. Nó khóc mà tôi không biết nó khóc vì cái lý do gì. Vì con hay gì? Ừ, vì con nhé. Luật đời đi. Luật đời à? Luật đời nhé. Nó thông minh sáng suốt, nó biết ai chị, anh chị chiều nó. Đúng rồi, bạn Nguyễn Thu Hà, khốn nạn với nó luôn. Thật sự luôn, hai anh chị đến lỗi mà luật mỗi đời. Một lần nó khóc là hai anh chị quay ra nhìn nhau mặt tái mét ra, bởi vì đéo biết khí nó như nào cho nó kín. Càng khí nó càng khóc, càng khí nó càng hờn, nhục như một con chó. Bây giờ là